anh em quay trở về kênh của mình nhé. Mình là Giang đây anh em ạ. Trong video mình sẽ giới thiệu cho anh em về một quả xe. Một quả xe của mình. Mình đã quay lại gần hơn cho anh em xem. Đó. Một quả xe vui của mình. Quả xe Suzuki của bác mình anh em ạ. Đây một quả xe Suzuki của bác mình nhé. Nó để theo dõi Suzuki. Anh em có thể theo dõi hiệu Suzuki ở đây. Suzuki ở đây nhé. Đó anh em. Chưa anh em. Đó. Cái xe này tầm khoảng chục năm, 20 năm trước thì rất nhiều người ưa chuộng nhé. Rất là đẹp, màu rất là đẹp đúng không anh em? Rất là đẹp tuyệt vời anh em. Mình nghe tiếng thổ dân ở xa. Xe này rất là được ưa chuộng anh em ạ. Anh em có thể quan sát các chi tiết ở đây. Đó, mình quan sát các chi tiết này. Đó, anh em nhìn rõ không? Đó. Nó có màu xám anh em ạ. Màu xám, màu gray, màu xám. Đó, nó không giống như các xe khác có màu trắng đâu anh em ạ. Nó màu xám nhưng mà thực ra trông thấy nhưng mà rất là bền luôn, bền hơn là những xe có màu và màu trắng bạc, còn bền hơn nhiều anh em ạ. Nói chung là rất là tuyệt vời anh em. Nhớ rất nhiều người lạ quanh đây trên chó sủa rất là nhiều anh em ạ. Điện xe hơi cong nha nhé. Điện xe có vẻ cong hơn loại xe khác. Thực tế rất là tạo tôn dáng của xe. Bộ yên kiểu ngày xưa. Nó không mềm như yên, à, nó dày hơn yên bây giờ nên ngồi êm hơn. Rất là êm nhé. Rất êm mà ngồi rất là dễ chịu hơn. Hello anh em. Xe mình, xe bác mình nhé, rất là đẹp, rất là quý. Bây giờ những cái xe này còn lại coi như là rất là hiếm luôn. Chúng ta rất luôn trân trọng những loại xe này nhé. Bây giờ video mình đã kết thúc rồi, anh em thấy hay để một like, share, subscribe kênh mình nha, và để mọi người đăng ký nha, anh em hãy comment ý kiến đó để mình biết anh em nghĩ về video mình nha. Hẹn gặp lại anh em, bye bye anh em.